Chiều 2 tháng 1 năm 2024, trao đổi với phóng viên báo thanh niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về tội nhận hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây là thời điểm lực lượng công an xuất hiện tại ngôi nhà 242A Giặc Xin, phường 9, thành phố Đà Lạt của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Chỉ sau ít phút, lực lượng chức năng vào căn nhà, cả hai cổng đều được khóa kín để thực hiện việc khám xét. Theo nguồn tin phóng viên, trước đó từ ngày 20 tháng 12 năm 2023, ông Trần Văn Hiệp bị Bộ Công an triệu tập sang thành phố Hà Nội làm việc. Động thái này có liên quan đến dự án khu đô thị Nam Đà Lạt tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng của công ty Sài Gòn Đại Ninh do đại gia Nguyễn Cao Trí làm tổng giám đốc. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã xin phép chính phủ cho ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vắng mặt tại phiên họp trực tuyến tổng kết về chuyển đổi số năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào chiều 28 tháng 12 năm 2023. Tiếp đó, phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng tạm thời phụ trách điều hành chung hoạt động của Ủy ban dân tỉnh đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo nguồn tin riêng của Bó Thanh Niên, ông Trần Văn Hiệp được coi là bị Bộ Công an điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh. Việc khám xét nhà và nơi làm việc của ông Hiệp để hoàn tất các thủ tục tố tụng. Ông Trần Văn Hiệp, 59 tuổi, hiện là Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hiệp từng giữ các chức vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng, bí thư huyện ủy Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, bí thư tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Như đã phản ánh liên quan đến dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh vào tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Chánh, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ. Tiếp đó, tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc là vụ trưởng vụ 1 thuộc văn phòng chính phủ cũng bị khởi tố bắt tạm giam, điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến vụ án nhận hối lộ này. Cơ quan chức năng xác định bà Trần Bích Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác, làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư ở tỉnh Lâm Đồng. Những diễn biến tiếp theo về vụ việc sẽ được báo thanh niên thông tin trong những bản tin sau. chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn